Cậu làm nghề gì? Nghệ sĩ nhiếp ảnh đó nha. Tâm hồn thì bay bổng trẻ trung, còn với mẹ tha hồ có hình đẹp mà không sợ tốn tiền. Lương tháng của cậu là bao nhiêu? Điều tôi cần là một người đàn ông bảo bọc con gái tôi, chứ không phải tâm hồn nghệ sĩ. Bởi vì cuộc sống có quá nhiều điều. Mẹ, chuyện gì vậy? Mẹ nói có nể mặt con không? Cuộc đời này á là phải thực tế. Nể mặt hay không nể mặt á thì cứ nói thẳng ra, đâu cần gì phải vòng vo. Vì đó không phải là mẹ. Mẹ xin nói thẳng với con, mẹ không thích dạng nghệ sĩ lông bông. Chưa kể bạn của con cũng không còn trẻ trung, đã lớn tuổi thì sự nghiệp phải có. Mẹ không muốn hàng xóm bàn tán ra vào.